Sau 4 năm bỏ hoang, tòa nhà Kiomatos Tower nằm trên trục đường Lê Văn Lương chính thức được hồi sinh và mở bán chính thức. Điều đáng chú ý là sau lễ mở bán, tòa nhà này đã được thi công lắp các mặt kính lên đến tầng 7. Như vậy, với tiến độ này, có lẽ một khoảng thời gian nữa tòa nhà này sẽ là tòa nhà nổi bật đáng chú ý nhất không chỉ ở khu vực quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, trục tố hữu Lê Văn Lương mà còn có khi ở cả Hà Nội. Bởi không có mấy tòa nhà nào ở Hà Nội mà chọn ốp kính phản quang màu vàng bắt mắt như thế này, dù mới chỉ đang lắp kính lên đến tầng 7. Nhưng tòa nhà đang bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ dưới cái nắng của Hà Nội. Thế nên Kiomatos Tower đang nhận được sự chú ý của nhiều người đi đường. Và đây sẽ là hình ảnh của Kiomatos Tower sau vài tháng nữa hoàn thành. Kiomatos Tower sẽ cực kỳ nổi bật trong các dàn cao ốc trong khu vực. Kiomatos Tower tọa lạc tại vị trí đắc địa góc nút giao giữa phố Tố Hữu và phố Vũ Trọng Khánh thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm. Đây là một khối tháp cao đồ sộ lên tới 45 tầng, trong đó 6 tầng ở khối đế là các tầng dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 7 đến tầng 37 có khoảng 490 căn hộ chung cư sổ lâu dài. Từ tầng 38 đến tầng 44 là hơn 100 căn hộ kiểu khách sạn, sổ 50 năm còn lại tầng 45 là tầng dịch vụ. Dự án này đã cung cấp được một số lượng bất động sản khá lớn trong thời gian chung cư đang tăng giá rất cao. Tuy nhiên, có một số người cho rằng tòa nhà này lắp kính phản quang màu vàng như thế này sẽ gây ra chói mặt cho người đi đường. Vấn đề này đã xảy ra tại một số tòa nhà tại Đà Nẵng mấy năm về trước, mặc dù dự án mới bắt đầu thi công trở lại. Các bạn nghĩ sao về dự án này? Sau khi được thi công hoàn thành sẽ lấy lại toàn bộ hình ảnh của tòa tháp trước đây đã được quảng cáo rầm rộ vào những năm về trước.